Alo, chào mừng các bạn đến với kênh YouTube Khắc Sáng. Hôm nay tôi hướng dẫn các bạn sử dụng các hàm Excel thông dụng if, left, right, mid, or, valid, lồng 3 if, lồng if và or, vân 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 thông qua một cái bài tập Excel cụ thể trên màn hình đây. Nó gồm có ý 1 này đến ý thứ 8. Tôi sẽ tiến hành thực hiện giải cái bài tập này từ 1 đến 8 nhé. Ý thứ nhất, tạo một workbook mới đổi tên sheet 1 thành kết quả thi. Nhập và định dạng dữ liệu sau. Đầu tiên sẽ tạo cái nhanh cái phần danh sách kết quả thi này. Tích vào Microsoft Excel 2010. Đây là cái Microsoft Excel 2010 với cái giao diện như trên màn hình. Ctrl S để xếp tạo workbook mới đây, lưu ở ngoài desktop nhá, tích vào desktop, ghi là thực hành, xếp tay mặc định, xếp Ctrl A, Ctrl 1, tích vào agreement, tích copy, tích center, tích đây center, nhấn OK, tích vào đây ở thẻ home đấy nhá. Nhấn chữ T, Time New Roman. Đây, có chữ 12. Rồi. Tích vào cái ô A2, gõ SBD. Họ. Đấy, tên. ALT tab này. Phái này. Ngày tháng năm sinh. Tiếp tục này. Toán. Lý. Hóa. Sinh. Mũi tên sang bên phải để di chuyển nhá, để chúng ta soạn thảo này. Xếp hạng. Học bổng. Rồi. Từ ô K1 cho đến A1. ALT3 để trộn ô, bật cáp lốc lên. Các bạn gõ đây là gì? Danh sách. Kết quả thi. Enter. Ctrl S để xếp. Đó. Toàn bộ cái vùng này đây, tôi sẽ chọn từ A2 đến K3, K2 nhá. Từ A2 đến K2. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Ok. Tích vào thẻ home, tích vào đây. Tích vào on border. Danh sách kết quả thi, Ctrl B, gỡ chữ 14. SBD cho đến học bổng, Ctrl B. Chọn cả cái vùng đây, nhấn phím Shift, tích vào cái phần K12. Chọn cỡ chữ 14 cho dễ nhìn. Thông thường để cỡ chữ 12, trường hợp này tôi để cỡ chữ 14 cho dễ nhìn nhá. Kéo cái ngày tháng năm sinh ra cho nó rộng hơn một tí. Đấy. Phần toán lý hóa sinh, Ctrl 1. Agreement nhập vào đây 90. Enter. Để xoay ngược nó lên. Ctrl S để xếp. Toàn bộ phần dữ liệu từ A3 cho đến K12 thì tôi sẽ tiến hành copy nhá. Đây. Tích vào đây. Quét này. Xuống này. Ctrl C này. ALT tab này. Đấy, cũng quét hết toàn bộ vùng A3 đến K12. Ctrl ALTV. Tích vào Unicode Text, nhấn OK. Đấy, đây chính là phần dữ liệu mà chúng ta sẽ nhập, Ctrl S để xếp. Vậy là tôi sẽ tạo xong được cái bảng dữ liệu này rồi. Tạo workbook mới là tôi tạo workbook thực hành .xlsx này rồi. Bây giờ đổi tên sheet 1, chuột phải rename. Nhấn K, Q, nhấn phím Shift nhá. À, tắt caps lock đi này, nhấn K, Q, gạch dưới. Thi, viết hoa chữ T. Enter, Ctrl S để xếp. Ý thứ nhất đã giải quyết xong. Sang ý thứ hai. Ý thứ một này để lấy điểm mà. Ý thứ hai cũng để lấy điểm luôn. Thêm 3 cột khối thi này. Đấy. ALT tab. Tích vào cột G. Chọn cột G này. Chuột phải. Một Y. Chuột phải. Y thứ hai. Chuột phải. Y. Nhấn 3 cái Y này chúng ta đã thành công. 3 lần chuột phải. 3 lần chữ Y. Ở đây. Nó là gì? Khối thi.
nhấn phím shift để viết chữ ca hoa này, khối thi. Đấy. Tiếp đến là gì? Alt tab, điểm khu vực, điểm KV, sang bên phải này, mũi tên sang phải, DKQ, D nhá, điểm kết quả mà, DKQ là điểm kết quả. Đấy. Ctrl S để save. Tuy nhiên là ba cái cột này không được xoay. Ctrl 1 lại nhập vào đây, ở thẻ Agreement nhập là 0, nhấn OK. Ctrl S để save lại kết quả Alt Tab. Tiếp đến phần thứ 3, lập công thức, điền khối thi. Rồi, là ký tự cuối cùng của số báo danh. Alt Tab, khối thi nhá. Nhập công thức đây, nhập công thức đặt vào đây cho dễ này, bằng ký tự cuối cùng của số báo danh. Thì chúng ta sử dụng cái hàm gì? Hàm right nhá. Right là bên tay phải. Đây là số báo danh đây. Tận cùng bên tay phải đây. Thì chúng ta bắt đầu hàm right. Nhấn tab này. Rồi. Tích vào A3 nhá. Đấy, tích vào text đây. Nhìn cái hướng dẫn này. Nhìn hướng dẫn này. Text này. Đấy, text là chọn cái đối tượng text. Text của ta chính là cái số báo danh A3. Để gióng ngang phần G3 đấy. Chấm phẩy. Ở đây có dấu chấm phẩy. Nhập dấu chấm phẩy. OK, number chart, chúng ta nhấn một ký tự thôi. Ký tự đầu tiên từ phải qua của cái số báo danh. OK. Ký tự bên tay phải đầu tiên, bên tay phải hàm right. Đấy, ký tự đầu tiên chính là số 1 ở phần number chart. Đóng ngoặc, enter, chuẩn chưa? Tích vào phần G3, đưa con trỏ vào cái phần góc dưới này của cái ô G3 này. Nhấn giữ này, kéo đến K đến G12. Rồi. Ctrl S để save. Cái thao tác này không có gì dễ hơn là thao tác này cả. Kết quả vừa nhanh mà lại chuẩn xác. Alt Tab. Rồi. Sang cái ý thứ tư, phải. Cũng phụ thuộc vào phần SBD, số báo danh là 0. Ký tự thứ tư này từ trái qua là 0 thì là nam. Ngược là nữ. Alt Tab. Câu này thì dễ rồi. À, câu này thì nó khó hơn một tí nhá. Phần phái này chính là bắt đầu từ D3, tích vào phần FX nhá. Đặt con trỏ ở ô D3, dòng tích vào FX bằng, ở đây hàm if nồng với cái hàm gì? Chính là hàm mid nhá. Nhấn tab này. Rồi. Tiếp đến là gì? Hàm mid. Tab cái này, hàm mid thì sao? Đối tượng text này, text thì vẫn là chính là phần SBD A3. Chấm phẩy. Bắt đầu là ký tự thứ mấy? Ký tự thứ tư. Đang nói là ký tự tư của số báo danh mà. Chấm phẩy. Number char là số ký tự muốn lấy. Lấy số ký tự là 1 thôi. Shift đóng ngoặc. Đây chính là chúng ta được ký tự thứ tư rồi đấy. Bây giờ để đối chiếu với cái số bao nhiêu? Số 0. Đấy, nếu bằng 0, bằng 0. Tuy nhiên là để đối chiếu được ấy thì là chúng ta không thể đối chiếu cái hàm mid này được. Hàm mid nó cho ra một ký tự. Nếu bằng 0. Đấy, thì bây giờ tôi phải chuyển nó sang ngay sẵn số mới so sánh với không được. Thì chúng ta đặt trước cái chữ M của hàm mid này, nhấn chữ V A L value đấy, chính là valid, đọc là valid, nhấn tab. Valid của cái hàm mid này, đấy, của toàn bộ hàm mid này đóng ngoặc. Chúng ta so sánh là cái valid của mid với số 0. OK. Khi đó thì sao? Chấm phẩy. Nếu giá trị là bằng 0 thì chúng ta là lam. Ship lam là một từ, nó là chuỗi chúng ta đặt trong ngấu ngoặc kép ở trong công thức nhá. Theo quy định này là quy định của Excel, không thể trái được. Các bạn đang sử dụng Excel thì phải tuân thủ quy định này. Chấm phẩy. Còn lại thì là gì? Ship là lữ cụm vào trong dấu ngoặc kép nhá. Lữ này đóng ngoặc kép này. Rồi, vậy bây giờ thì còn lại thì là valid này, fail chính là lữ. Bây giờ đóng ngoặc lại để được đóng ngoặc cái hàm if. Nhấn enter. OK. Lại cũng giống như trước, đưa con trỏ vào dưới cùng này, nhấn giữ, kéo. Thao tác này là thích nhất này. Một cái ăn liền. Ctrl S để save. Rồi. Alt Tab. Sang ý thứ 5. Câu này nó phức tạp hơn nhá. Bắt đầu câu này là thấy khó lấy điểm rồi đấy. Những câu đầu đều là những câu mà để lấy điểm. Bây giờ là nếu là 1 thì là 0,5 này, điểm khu vực nhá. Bắt đầu lại cụm số báo danh. Vậy là cái số báo danh này sử dụng rất nhiều. Alt Tab.
Điểm khu vực nếu là 1 là 0,5 nhá, bằng if nhá. Đấy, tab này. Đối đối chiếu cái gì? Ký tự đầu tiên của số báo danh, ký tự đầu tiên. Ký tự đầu tiên là bắt đầu từ bên tay trái thì chúng ta hàm gì? Hàm left. NEFT, nhấn tab này. Ký tự đầu tiên đúng không? Tích và A3, ký tự đầu tiên là number char, lấy một ký tự thôi, đóng ngoặc. Vậy là tôi lấy được ký tự số 1 rồi nhá. Tuy nhiên nó vẫn đang là ở cái chuỗi thì phải value vào đấy. Đấy, VA cái AL cái bắt đầu là nhấn tab này là được này. Đấy. Đóng ngoặc. Đấy, value của text này, à của left này. Rồi, đối chiếu nó với gì? Bằng 1. Thì chúng ta có điểm khu vực là bằng bao nhiêu? 0,5. Chuẩn chưa? Đấy, là 2 thì là 1 bằng. Bây giờ tiếp tục gì? Nếu nó không phải là bằng 1 nữa thì chúng ta lại phải đối chiếu tiếp này, chính là if value fail của hàm if đầu tiên này này. Nếu đúng thì là bằng 0,5 nhá. Còn nếu fail nó khác 1 đi thì chúng ta lại phải đối chiếu tiếp. Đối chiếu thì đối chiếu cái gì? Đối chiếu lại cái giá trị của cái value left này với một con số khác, Ctrl C. Quét toàn bộ value left này, Ctrl C. Đấy, tích vào đây cho dễ nhìn, Ctrl V này. Đối chiếu với số bao nhiêu? Bằng 2 thì chúng ta sẽ có kết quả là bao nhiêu? Là 1. Ok. Tiếp đến là gì? Nếu lại không phải bằng 2 nữa, chúng ta lại Ctrl V tiếp. Đối chiếu với số bao nhiêu? Số 3 thì là bằng 0. Chấm phẩy tiếp. Nếu không phải bằng 3 nữa thì lại Ctrl V. Đối chiếu với số 4 thì bằng bao nhiêu? Là 2. Rồi, chấm phẩy. Cuối cùng là gì? Rồi, nếu không thì là gì? Sai khu vực nha. Nếu nó không nằm trong các cái phần đối chiếu trên thì là sai khu vực. Đấy, cho dễ. Đóng ngoặc kép lại. Đấy. Ok, enter. Báo sai ở nỗi ở đâu đây này. Tôi sẽ kiểm dò lại nhá. Đầu tiên là valid này. Ok. Đó. Valid left. Đây là thừa cái tự này nhá, đóng ngoặc trừ đi này, đấy. Thừa cái dấu ngoặc này. Ctrl S để xếp này. Tôi đang bị thừa cái ký tự đây, sau cái valid này. Cứ hàm valid này đang bị thừa một ký tự này, đen nó đi này. Đấy. Cứ sau cái phần left này sẽ phải đen một ký tự đi nhá. Đấy. Rồi, đến đây là chúng ta đóng ngoặc cái gì? Đóng ngoặc cái đóng ngoặc chứ không phải là không đâu. Đấy, đóng ngoặc này. Rồi, enter. Ở đây, nỗi ở đây. À, rồi. Tức là phải lồng if. Đây, chúng ta chưa có if nhá. Đấy, nếu là fail thì chúng ta phải dùng hàm if để so sánh tiếp này. Nhấn tab này. Đây, tôi thiếu sót đấy. Nhấn if thứ hai nhá. Trường hợp mà đầu tiên đối chiếu với số 1, nếu đúng thì là 0,5, còn nếu sai thì chúng ta lại so sánh tiếp, sử dụng hàm if để so sánh này. So sánh thì lại so sánh cái giá trị đấy với số 2. Đấy, sau đó nếu mà đúng tiếp, nếu sai tiếp thì chúng ta lại so, à nếu không đúng trong trường hợp 1 và 2 nữa thì lại phải if tiếp để so sánh này. Rồi. À, if tiếp này. Đối chiếu với số 3, nếu bằng số 3 thì bằng 0, còn nếu không lại đối chiếu tiếp hàm if. Đấy, thiếu 3 cái chữ if này. Đóng ngoặc. Đấy, đầu tiên là khóa một if một này, khóa if tiếp theo này, khóa if nữa này. Các bạn thấy nó nhảy chưa? If nữa này. Đấy, kết thúc bằng chuẩn luôn, 0,5. Kéo xuống. Rồi. Nhìn kiểm tra một cái nhá. Đây là bắt đầu bằng số 4. Khu vực 4 thì đây là điểm khu vực là 2, chuẩn luôn. 3 bằng 0, chuẩn luôn. Rồi, sang phần DQK, DKQ, điểm kết quả.
Điểm kết quả là ETG đây. ALT tab, điểm kết quả là gì? Là điểm trung bình cộng điểm khu vực. Ok, điểm khu vực đây. Cộng với điểm kết quả, à, điểm trung bình nhá. Điểm trung bình thì là toán lý hóa sinh này. Thì đây là gì? Nếu với khối A thì điểm trung bình bằng toán lý hóa này cộng lại riêng toán nhân đôi. Và điểm trung bình của khối B là toán cộng hóa cộng sinh nhân 2. Ok, chia 4. Sau đó này phải đối chiếu với số 10. Rồi, ở đây trường hợp chúng ta sẽ làm như sau này. ALT tab nhá. Đầu tiên là chúng ta bằng. Bây giờ chúng ta sẽ tính cái điểm kết quả cộng điểm khu vực đã. Sau đó chúng ta so sánh số 10 sau. Đầu tiên là bằng if này. Nếu là thi khối A nhá, tab này phải đối chiếu xem đối tượng này có thi khối A không đã. Tích vào phần khối thi. Nếu so sánh về kiểm tra phần nếu là khối thi bằng A, đưa trong dấu ngoặc kép này. Thì chúng ta sẽ bằng gì? Nếu trường hợp khối thi là A nhá. Đây. Nếu này khối thi này bằng A này thì bằng, mở ngoặc nhá, bằng toán. Ok, tích vào phần F3 là toán này. Nhân với gì? Nhân 2 cộng với lý cộng hóa nhá. Đóng ngoặc. Rồi, chia 4. Sau đó là gì? Cộng với điểm khu vực. Đây chính là phần nếu là khối A. Đấy, nếu là khối A thì đây có điểm đây rồi. Đấy, còn nếu không thì nó là khối B. Nếu là khối B thì sao? Ở đây, nếu là khối B thì ra đây. Nếu là khối B thì chúng ta làm nào? Mở ngoặc. Thì bây giờ là toán cộng hóa cộng sinh. Sinh thì sao? Sinh phải nhân 2. Đóng ngoặc lại, chia cho 4. Ok. Cộng với điểm khu vực 0,5. Rồi. Đóng ngoặc lại. Vậy là tôi sẽ hoàn thiện xong. Đây là cái điểm kết quả bằng điểm trung bình cộng điểm khu vực. Nếu so sánh phần khối thi nhá, nếu này khối thi là A này thì bằng kết quả này, còn nếu không bằng kết quả của khối B nhá. Đấy, enter bằng. Tuy nhiên còn một cái yêu cầu điều kiện nữa thì chúng ta phải sử dụng hàm if tiếp này, đặt trước hàm if này tab cái này, đối chiếu cả cái phần điểm kết quả này với số 10 lớn hơn 10 nhá, thì chúng ta sẽ có giá trị là 10. Đấy, đấy, chúng ta đặt là 10. Còn nếu không thì chúng ta phải lấy nguyên giá trị mà tính được điểm kết quả thì quét toàn bộ cái vùng này. If Ctrl C, tích phía sau cùng này, Ctrl V và đóng ngoặc lại. Đấy, chúng ta dễ hiểu chưa trong công thức này nhá. Enter. Đấy, cái này là cái dễ nhất. Này, tích con trỏ vào đây, kéo xuống. Rồi, bây giờ để kiểm tra một cái xem đúng không nhá. Ở đây tôi có, ở đây có điểm số 10 này. Thì chắc chắn điểm trung bình này chắc chắn là sẽ khác này. Bằng, kiểm tra cái điểm trung bình này, đó, mở ngoặc này, toán này. Ở đây khối B nhá, toán thì cộng với hóa này, cộng với sinh này, sinh thì nhân 2 này, đóng ngoặc này, chia 4 này, cộng với cái điểm khu vực này. Điểm khu vực là 2 này, bằng 10,625 và cho kết quả là 10. Ok, đúng theo yêu cầu. Đấy là cách kiểm tra. Rồi, tiếp đến là gì? ALT tab. Ý thứ 6 này đã xong, sang phần ý thứ 7 xếp hạng kết quả học sinh. ALT tab. Để xếp hạng thì chúng ta dùng hàm gì? Bằng hàm rank nhá. Hàm rank này, hàm rank này, hàm rank dùng cái hàm rank thứ 3 này. Tab này. Điểm kết quả là L3 này. Rồi. Đầu tiên là number nhá, để kiểm tra cái vị trí của cái điểm kết quả này này. Chấm phẩy này, trong một cái bảng toàn bộ các vùng điểm nhá. Đầu tiên trên điểm này xong cái vùng điểm này, cái riêng cái vùng này thì chúng ta phải nhấn F4 này để cố định này, L3 cho đến L12 để cố định nhá. Rồi. Enter cũng được. Đấy, không nhất thiết phải đóng ngoặc. Nó tự động đóng ngoặc cho chúng ta. Bây giờ kéo xuống. Cái này là dễ nhất này, kéo này. Đầu tiên xếp hạng 3. 10 là xếp hạng 1 rồi, chuẩn luôn. Ctrl S để xếp. Rồi. Phần xếp hạng đã xong, ALT tab. Tôi còn cái gì? Ý thứ 8, tính cột học bổng dựa theo các điều kiện sau. Ok. Nếu xếp hạng từ 1 đến 2, học bổng 300.000. Đấy, căn cứ vào bảng xếp hạng nhá, căn cứ vào cột xếp hạng này. ALT tab này, bằng if tab này. Xếp hạng bằng này. Nếu này điểm xếp hạng này nhỏ hơn hoặc bằng 2 thì chấm phẩy, giá trị đúng là gì? 300k. 300k không phải là ghi 300k mà là 300 là 3 và 5 quả 0. Đấy, 1 2 3. Rồi. Nếu nó không phải nhỏ hơn bằng 2 thì chúng ta lại đối chiếu tiếp là phải dùng hàm if. Đấy, tab
nếu điểm xếp hạng bằng 3. Đấy. Hoặc đúng không? Hoặc thì phải đưa cái dấu ngoặc trước này, D đưa trước M3 này, O này. Đấy, xin hàm O lồng vào này, nhấn tab này, đấy, hàm O này. O để hoặc này, hoặc là xếp hạng bằng 3 này. Chấm phẩy. Rồi, ý tiếp theo là gì? Giá trị đầu tiên của số báo danh bằng 4, tức là cái ký tự đầu tiên bằng 4 nhá, đây này. Ký tự đầu tiên của bằng 4 thì gì? Ký tự đầu tiên làm nép và đưa sang giá trị để đối chiếu với số 4 là làm valid. Value. Tab này. Giá trị đầu tiên là gì? Nép này. Đấy. Nép của ai? Của text A3. Chấm phẩy, lấy ký tự đầu tiên đóng ngoặc của hàm nép này, đóng ngoặc tiếp của hàm valid này. Xong đối chiếu với hàm của số 4 này. Đóng ngoặc này. Đấy. Thì đây chính là phần giá trị đúng này, nếu xếp hạng bằng 3 hoặc O đây, giá trị của cái ký tự đầu tiên của số báo danh bằng 4 thì học bổng bằng 150k. 150k là 1 năm này, 150 123. Chấm phẩy. Còn không thì giá trị học bổng bằng 0. Ok, đóng ngoặc. Rồi. Vậy là đóng ngoặc if thứ nhất, if thứ hai, đóng ngoặc if thứ hai. Enter. Đấy. Cái bước dễ nhất đây, tích vào đây, kéo xuống. Bước dễ nhất. Rồi, Ctrl Shift 1. Tích vào thẻ home, tích đây, lùi hai số, tích căn nề sang bên phải. Rồi, Ctrl S để xếp. Rồi, yêu cầu còn gì không? Số 8 đã hết. Rồi. Vậy là cái bài hôm nay sử dụng lồng cái hàm Excel thông dụng if left right miss all valid, lồng 3 if, lồng if all hay lồng các thứ với nhau. Thì đến đây là kết thúc này. Ở đây có gì cần phải lưu ý không nhỉ? Cũng không có gì cả. Ở đây là có cái điểm khu vực này là nó dài nhất này, 1 if này, 2 if, 3 if, 4 if. Vậy là có 4 if ở cái phần điểm khu vực là nó dài nhất. Rồi, Ctrl S để save. Và ở đây có cái lồng học bổng là phải thêm hàm O và lồng vào đây. Thì các bạn lưu ý hai cái hàm này. Khi mà nó đưa ra càng nhiều điều kiện thì chúng ta sẽ càng phải hình dung nó tổng thể hơn một chút. Đấy các bạn nhá. Bài hôm nay đến đây là kết thúc. Tôi sẽ gửi cái file ở cái phần mô tả video, các bạn download về và thực hành hoặc để làm mẫu nhá. Có gì thắc mắc các bạn comment bên dưới, tôi sẽ giải đáp cho các bạn trong thời gian sớm nhất. Xin chào.